quy y Địa Tạng Bồ Tát, con tên Nguyễn Tiến Trường, pháp danh Màu Văn Sinh. Nay con được nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng nói về những sự trọng thành nghi bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ đối trước Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà xin được phát lời nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay, chọn đời chọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày con thành Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện đến cùng tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp, con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện để dẫn dắt, khuyến dụ cho hết thảy chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn tại Thánh Địa Tạng. Con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không quên lời, đều không quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu chi vô trí, nghiệp chướng sâu dày, ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, tất cả mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ rốt ráo, rồi sẽ thành mau chứng, mau chóng thoát ni sanh tử thành đạo Bồ Đề. Quy Địa Tạng Bồ Tát, con tên Nguyễn Tiến Trường, pháp danh Màu Văn Sinh. Nay con được nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ đối trước Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà xin được phát lời nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay, chọn đời chọn kiếp cho đến cụ tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày con thành Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con sẽ nguyện dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho tất cả hết thảy tất cả các chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả các chúng sinh đều được lợi ích lớn tại Thánh Địa Tạng. Con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi mà thương xót chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu chi vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong đại thánh rủ lòng từ bi thương xót cùng hết thảy chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, tất cả mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ rốt ráo, rồi sẽ nhanh chóng thoát ni sanh tử thành đạo Bồ Đề. Quy Địa Tạng Bồ Tát, con tên Nguyễn Tiến Trường, pháp danh Màu Văn Sinh. Nay con được nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ đối trước Đại Thánh Địa Tạng mà xin được phát lời nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay, chọn đời chọn kiếp cho đến tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày con thành Phật, nguyện cho con đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhân đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp được quy y Ngài, nguyện sẽ con sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả các chúng sinh được lợi ích lớn tại Thánh Địa Tạng. Con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp để không quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu chi vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong đại thánh rủ lòng thương xót con cùng hết thảy tất cả các chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, tất cả mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ rốt ráo, rồi đều thành mong chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thần thông trên cung trời Đao Lợi, phẩm thứ nhất, Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thửa nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mở thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương cũng đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đại áp ngũ trượng mà hiện sức đại trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn để được phục tất cả các chúng sinh căng cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều xa thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ tất nhiên ai mỉm cười, phóng ra 100.000 vầng mây sáng rỡ lớn như là
Vừng mây sáng rỡ, đầy đủ vừng mây sáng rỡ đại từ bi, vừng mây sáng rỡ đại trí huệ, vừng mây sáng rỡ đại bát nhã, vừng mây sáng rỡ đại tam muội, vừng mây sáng rỡ đại kết tường, vừng mây sáng rỡ đại phước đức, vừng mây sáng rỡ đại công đức, vừng mây sáng rỡ đại quy y, vừng mây sáng rỡ đại tàn thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết các vừng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các tiếng vi diệu như là tiếng bồ thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh thần độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Hai trời dòng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết các tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng cỡ hàng trời dòng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đều đến hội họp tại nơi cung trời Đa Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đa Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quan, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hay Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, trời Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả các thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần cũng đều đến hội họp tại nơi cung trời Đa Lợi. Lại có các vị thần ở trong cõi Ta Bà cũng có cõi nước phương khách, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, các vị thần như thế cũng đều đến hội họp. Lại có các vị đại quỷ vương ở trong cõi Ta Bà cũng có cõi nước phương khác, như ám mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tích khí quỷ vương, đạm thai hoãm quỷ vương, hành bình quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, tứ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế cũng đều được họp. Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài văn thù sư lợi pháp vương tử đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả các chư Phật và Bồ Tát và các hàng trời rồng quỷ thần ở trong thế giới này, cùng ở trong thế giới khác, cùng ở trong quốc độ này, cùng ở trong quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại nơi cung trời Đa Lợi, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài văn thù sư lại bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Thế Gầy Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trăm nghìn kiếp của con mới là số bao nhiêu? Đức Phật bảo ngài văn thù sư lại rằng: nếu ta dùng Phật nhãn xem hay còn không đếm xiết, cho thánh phẩm này đều là do của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, hoặc đơn độ, hoặc chưa độ, hoặc đã thành tựu, hoặc đơn thành tựu, hoặc chưa thành tựu. Ngài văn thù sư lại bạch cùng Đức Phật rằng: từ thời kiếp lâu xa đến nay, con đã tu con lành chứng nặng trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói, thời liền tin nhận. Còn các hàng tiểu quả thanh văn trời rồng, tám bộ chúng và các chúng sanh trong đời sau, giờ có nghe được thành thật của Như Lai nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, giờ có lại vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng, cúi mong Thế Tôn là rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà được sự thành tựu không thể nghĩ bàn như thế? Đức Phật bảo ngài văn thù sư lợi rằng: vì như bao nhiêu cây cỏ, lùm rừng, lúa mè, che nao, bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng làm một hột cát là một cõi nước, rồi một cõi nước như thế một hột bụi nhỏ làm một kiếp, rồi đem số hột bụi nhỏ chứa trong kiếp đều làm đem làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập diệu Bồ Tát đến nay, nghìn lần đâu số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là ngài Địa Tạng Bồ Tát còn thừa là bậc ngài Địa Tạng Bồ Tát còn là bậc thanh văn và bích chi Phật. Này văn thù sư lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó thật sự không thể nghĩ bàn, về đời sau như có chất hiệp nan cùng người thế nữ nào nghe danh tự của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng, hoặc vấy nại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường nhân đến khác vẽ đáp hình tượng, sơn hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được sanh lên cung trời Đa Lợi 100 lần, vĩnh viễn không còn sa đọa vào trường ác đạo, trường giả tự phát nguyện. Này văn thù sư lợi, trải qua bất khả thuyết đâu xa, tình thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trường giả từ lúc đó, trong đời lúc đó có Đức Phật hiệu ra sư tử phần thân của túc vạn hạnh như nay. Trường giả tử thấy tướng mạo, thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật: tu căn nguyện tu hạnh gì mà được đặng tướng tốt đẹp như thế? Khi ấy Đức sư tử phần thân của túc vạn hạnh như nay bảo trường giả tử rằng: muốn được chứng thân tướng tốt đẹp như này, cần phải trải qua một số thời gian lâu xa để độ thoát chúng sinh và tất cả các chúng sinh bị khốn khổ. Này văn thù sư lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát khởi đạt thiện nguyện rằng: từ nay đến tột số chẳng thể kiệt xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sinh mắc phải tội khổ trong 6 đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó rõ đều được giải thoát cả, do tự thân tôi mới được chứng thành Phật đạo. Bởi đời ở đời trước Đức sư tử phần thân của túc vạn hạnh Như Lai, ngài lập nguyện đó lên, đến nay đã trải qua hơn nghìn trăm nghìn muôn ức số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị đại Bồ Tát.
5. Bà La Môn, nữ cứu mẹ. Lại thừa bất khả tư nghì vô số kiếp về trước, lúc đó có sự tự lại lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức kiếp. Trong thời Thượng Pháp có người con gái dòng dõi Bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng nằm ngồi thường được chư thiên theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín đả đạo thường khinh trên ngôi Tam Bảo. Thợ ấy mặc dầu thánh nữ khuyên đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ, dầu làm cho bà mẹ sinh chánh kiến, nhưng bà mẹ chắc cả chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu thần hồn bà ý chết, bị sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà thọ sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán đất nhà cửa, sắm nhiều hương hoa cùng đồ lễ rồi cúng dường tại các tháp chùa thờ Đức Tháp Hoa Định Tự, nhờ thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kê thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương, đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thành những điện chiêm bái tượng của Đức Phật càng sinh lòng kính ngưỡng, mà thầm rằng Đức Phật là tướng đại giác đầy đủ trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi mất, tôi còn đến bạch hỏi Đức Phật thế nào rõ cũng rõ, chú thất sanh mẹ tôi thất sanh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó, thành những này bèn tủi mà rơi lệ. Chăm nhìn tượng Phật của Như Lai mà lòng cứ nuối mãi. Bỗng nghe trên hư không lại có tiếng bảo rằng: Thánh nữ tương góc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo chỗ tác sanh của mẹ ngươi. Thánh nữ liền chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: Đức thần là đó mà giảm bớt lòng lo sầu của tôi. Như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đến chỗ nào để hỏi chỗ tác sanh của mẹ tôi. Trên hư không kia lại bảo thánh nữ rằng: Ta là Đức Phật ở quá khứ, là Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn chúng sinh thường tình, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe xong liền té xỉu xuống, chân tay mình mẩy đời bị tổn thương. Những người đứng ở đó bèn vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh dậy rồi bạch cúi trên hư không mà bạch rằng: Cúi xin Đức Phật xót thương, bảo ngay chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm con sắp chết mất, Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi nghe thẳng nghĩ tưởng đến danh hiệu của ta, thờ ngươi cho biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ liền ngồi nghe thẳng niệm danh hiệu của Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai. Bỗng trải qua một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển nó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, chạy rạo bên này xua đuổi bên kia. Thì thánh nữ thấy những trai gái cùng số nhiều đến muôn nghìn muôn nổi thoạt chìm ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Nay có các quỷ dạ xoa hình thù lạ lùng, hoặc nhiều mắt nhiều tay nhiều chân nhiều đầu răng nanh chữa ra ngoài bén nhọn, dường gươm lùa vào người tội gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nương nhờ sức niệm Phật nên không thấy kinh sợ. Lại có một vị quỷ vương tên là Vô Độc cúi đầu nghinh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự là gì lại đến chốn này? Thánh nữ liền hỏi rằng: Đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: Đây là tầng biển thứ nhất ở Đại Tuyết Núi Thuyết Vi. Thánh nữ liền hỏi rằng: Tôi nghe trong Đại Tuyết Núi Thuyết Vi có địa ngục, việc ấy thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: Thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: Nay làm sao để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải nhờ sự oai thần, phải cần do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra, ắt sẽ không bao giờ tìm được đó. Thánh nữ liền hỏi rằng: Duyên cớ vì sao ở trong nước biển này lại sôi sùng sục đến như vậy, và có những người tội cùng các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: Những người tội trong biển này đều là do những kẻ tạo ác trong cõi năm diêm phù đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không có người kế tự hầu làm công đức cứu vớt họ khổ nạn. Lúc sống kẻ đó lại chẳng làm được những gì nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác họ gây mà chiêu cảm lấy quả báo. Ở nơi địa ngục tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cái biển này mới mơn do tuần, về phía đông lại có một cái biển, sự thống khổ trong đó lại gấp bội hơn biển này. Về phía đông lại có một cái biển nữa, sự thống khổ ở đó lại càng trội hơn. Đó đều là do nghiệp, những nghiệp nhân xấu xa mà cảm vời, đó đều gọi là biển nghiệp. Chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ liền hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: Địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: Trong ba cái biển này
đều là địa ngục, nhiều đến thế trăm nghìn muôn chỗ khác nhau. Về địa ngục thời, về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bực kế đó có 500 chỗ đủ không lường. Sự khổ bực kế đó nữa lại đến trăm nghìn cũng không lường sự thống khổ. Thánh nữ liền hỏi Huệ Vương rằng: thân mẫu của tôi mới mất đến đây, không rõ thần hồn của bà sa đọa vào chỗ nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ liền hỏi rằng thánh nữ liền bạch rằng: thân mẫu tôi mê tín đả đạo, khiêng trên ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu không mà chưa rõ thần hồn bị sa đọa vào đâu. Vô Lượng đáp rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nhân thì đáp rằng: thân phụ và thân mẫu của tôi đều là dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Tế Lợi. Vô Lượng đáp rằng: thưa thánh mẫu, xin thánh mẫu Vô Lượng đáp rằng: thánh nữ, thưa với thánh nữ rằng: xin thánh nữ hãy trở về chứ đem làm thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã được 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận mà vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu đạo phước lành, cúng dường chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, chẳng phải riêng thân mẫu của Bồ Tát đã được giải thoát nơi địa ngục, mà ngay đó những tội nhân vô gián đều được đồng vui vẻ đồng đặng thoát sanh cả. Nói xong, quỷ vương liền chắp tay chào thánh nữ mở cáo nuôi. Bấy giờ thánh nữ trên bài chiêm bao chợt tỉnh dậy, bèn đối trước tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lời đại thệ nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay đến đời vị lai sau, những chúng sinh phải mắc tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng nó đều được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: quỷ vương Vô Độc đó trước đó nay là ông Thủ Tài Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Ha ha ha,